xuống đi nhé, anh chuẩn bị đi. Em bảo rồi, trời lạnh lắm em không đi nữa đâu. Sáng em vẫn bảo trời đẹp mà. Đấy là sáng nay SH chưa hỏng thì trời chả đẹp. Thế ngồi xe quay một hôm thì em bị co giật à? Không co giật nhưng ngồi quay lạnh. What? Liên quan, quay hay SH cũng là xe máy cả thôi. Ừ nhưng với em ngồi trên SH ấm hơn đấy, có được không? Thôi không cần đưa đón gì nữa đâu, tí em tự đi một mình. Hiểu kiểu gì? Nhà anh nghèo nên toàn xe số đâu có tiền mua SH để mà yêu em. Em cũng giống như quạt trần vậy, đều dành cho người giàu. SH cốt nó to hơn Uây thì nằm trong ý chả ấm hơn. Như vậy làm đâu được chưa ạ? Mình quay quần mỗi bữa cơm chào nhau bằng những cái thơm mại cho đến già. Oh oh, chỉ cần là yêu thương thay những món quà. Mà em đâu biết chuyện mai sau sẽ ra sao. Nhìn mặt bà mẹ kiểu bất lực. Món này là trứng muối xào cà chua nè, gì chứ món này mình biết. Nấu ăn rất có kỹ thuật và giữ nguyên được chất lẫn vị của món ăn, nhất là hình dáng của các nguyên liệu không bị biến dạng, đó là một nghệ thuật. À đâu. Đóng thì còn tin chứ không biết làm thật thì quá đáng quá, chẳng nhẽ từ nhỏ không thấy người ta nấu hay chưa từng ăn, hay là ở nhà nó ăn cả quả như vậy, hoặc là nó đến từ hành tinh khác, hoặc nó lớn lên chỉ ăn đất chứ không ăn cơm với trứng và chưa nhìn thấy cà chua bao giờ. Quá chuẩn luôn! Đàn ông vô duyên quá cũng là một cái tội, buổi đầu ra mắt người yêu, vừa order đồ xong em cười bẽn lẽn, não ấy bảo luôn, răng em hơi vàng nhỉ, cả buổi ngậm mồm luôn không nói câu nào, chán quá đi về, dừng đèn đỏ anh ta nói, bình thường là anh chỉ về số 3 thôi nhưng đèo thêm em anh phải về số 1 mới đi được, về đến nhà còn nhắn tin chê em ít nói, méo. Sao nó vô duyên đến nỗi mà mình không ngậm được mồm thế nhỉ? Anh thấy nụ cười của em thật đẹp vì anh rất thích màu vàng. Anh này ế bằng chính khả năng của mình chứ không phải con ông cháu cha gì đâu nhá. Ai lại bảo răng em vàng nhỉ, thế bố con ai chịu được? Thay vào đó, anh kia có thể nói, nắm có vàng như răng của em, nghe nó có ngôn lù hơn không? Nó nói đúng vô cùng luôn rồi còn chê nó, người đàn ông chân thật biết phải làm sao, hay em chỉ muốn tin lời gian dối? Cô gái công nhận ít nói, đáng lẽ phải nói, anh hay nói vậy mà giờ răng anh vẫn còn nhiều quá, lạ ghê. Công Vinh, ở nhà mưa kiến nó kéo bầy vào nhà bà không cho đuổi, bà kêu mưa nó đi tìm chỗ núp mấy hôm, cho nó ở đỡ mấy hôm đi tội nghiệp. Hình ảnh cô tiên trong truyền thuyết hạ phàm cho kiến ăn đường phèn được phóng viên Công Vinh ghi lại. Không biết trời mưa mình trèo rào vào nhà cô tiên núp thì có bị đuổi không nhỉ? Tôi trèo rào vào mấy tiệm vàng mà toàn bị đánh sưng cả mồm. Bà còn mua đường phèn về vít cho kiến cơ, bảo là giống con người đi ra đường được cục tiền rơi vào người vậy, nên bà khoái lắm. Chắc bị muỗi cắn cái bà nghĩ nó đang đói cho nó tí máu chắc không sao đâu. Mưa gió bão lũ đến cả cá tôm tôi còn thương, cho vào trong bụng chú nhờ nói gì đến con người với nhau, đúng là hơn nhau ở cái tấm lòng. Cô tiên nhân hậu quá cho bé Na ở nhà cô với.
thành phố không biết củ này đâu. Củ này là củ nghệ Tây nhé mọi người. Củ nghệ ta có màu da cam, còn nghệ Tây to hơn có màu trắng. Mình ở quê nên mình chắc chắn là không phải củ rong như mọi người nói đâu ạ. Đùa chứ khinh thường người thành phố thế nhờ. Nhìn có vẻ giống củ rong đấy, nhưng tên chính xác là củ nhộng đúng không? Củ ấu trùng LA và xem suốt. Nó giống như củ rong, nhưng tôi ở thành phố tôi lạ gì. Củ này là củ gừng nhé. Trong suốt những năm tháng ấy, đây là người duy nhất theo đuổi tôi. Tôi yêu anh, nhưng anh luôn chạy khỏi tôi. Còn mang trong mình giọt máu của anh, vậy mà anh nỡ bỏ em. Và luôn nở nụ cười trên môi với tôi. Chơi với nhau mà không tin tưởng nhau. Bị người yêu chửi sắc mặt vì nhờ bóc hộ con tôm, bảo là không biết điều ở nhà ở phòng anh phục vụ em không ngại, nhưng ra đường phải giữ thể diện cho anh. Chả hiểu thể diện gì cái con tôm, em bực quá tự bóc rồi ăn 3 con tôm luôn cho đỡ tức. Bực thì bực chứ sao lại ăn tôm của người khác, mỗi người được một con thôi mà. Việc bóc tôm trước đám đông lại trở thành một việc thiết yếu trong cuộc sống tình yêu. Tôi cảm thấy mình không cần người yêu bóc tôm thể hiện thương mình trước đám đông, nhưng tôi thích người yêu bóc tôm chỉ vì tôi lười ha ha, còn lại tôi không quan tâm. Lần sau chị nhờ luôn bạn của anh người yêu chị cho anh người yêu giữ thể diện. Bóc tôm cho người yêu có gì mà ngại nhỉ? Bạn không biết ngoài kia còn bao nhiêu người muốn có người yêu để bóc tôm cho mà còn không có kìa. Mình là một ví dụ điển hình. Đúng là con trai của ta. Bao nhiêu đứa nó biết bóc tôm cho bạn trai ăn thì không yêu, lại đi yêu cái đứa nó bắt bóc tôm có khổ không? Kinh nghiệm rút ra, đang yêu không nên rủ người yêu đi ăn hải sản, tôm tiếp các kiểu mệt người. Có đứa còn lấy việc bóc tôm ra để đo đếm tình cảm nữa. Dẹp, chọn mấy món chỉ cần gắp là tống vào mồm được luôn ấy. Chúc mừng bạn Nguyễn Hoàng Anh Tuấn đã có câu trả lời đúng, chưa chỉnh sửa và sớm nhất câu hỏi IQ. Đáp án là cái bóng của mình. Còn đây là câu hỏi phần này. Câu hỏi phần 166, trên lông, dưới lông đến khi vui sướng nó chồng lên nhau,